Chào các bác nhé, bây giờ đã gần 5 giờ chiều rồi. Nhưng tuy nhiên thì các bác thấy này, nhiệt độ vẫn đang rất là nắng nóng. Và buổi chiều ngày hôm nay em lại giới thiệu và em sẽ test một con máy cho bác nào có nhu cầu về dòng điều hòa VIP. Thì tiện đây em giới thiệu cho các bác một con máy viền đen 20.000 BTU các bác nhé. Con này là đầu 56C 562CX2 nhé các bác nhé. Con này full tính năng, anh em gọi là viền đen đấy, mặt dâng auto clear rõ ràng. Đấy, có cảm biến thân nhiệt, eco nano khử khuẩn. Đây, em đang test con này. Đấy, máy đã chạy rất là ngon lành cành đào rồi. Và bây giờ em sẽ quay cho các bác để các bác biết là máy chạy như thế nào và test làm sao nhé. Đấy, với em thì em đã nhấn mạnh vào thêm một lần, em chỉ bán những mặt hàng còn nguyên zin đây, cục nóng nguyên zin. Đấy, mặt trên này nó chỉ là những vật sơ xước của vận chuyển thôi, chứ em không sơn nặng. Bởi vì em bán trên này thì các bác thấy biết là những cái đồ zin của nó phải bao giờ là có giá trị cao, nhìn đồ nó thật hơn, khôn hơn nhiều so với những cái đồ chúng ta sẽ mông má lại đấy nhau nhé. Đây cục nóng ra đây và đây mặt lạnh, mặt lạnh chỉ em về vệ sinh đánh bóng này, đúng cái chất liệu của nó nguyên bản, nhựa zin sơn zin. Đấy, đây các bạn nhé, bắt đầu nước đã chảy rất là nhiều rồi. Đây các bạn xem này, đấy nước chảy rất là nhiều luôn. Em sẽ quay cho bác độ lạnh của chiếc con này 20.000 BTU. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ đang xem này, đang là 36 độ 3 tại trong này. Còn ngoài trời hiện tại bây giờ nó phải lên 38 đến 40 độ, bởi vì ngoài trời nó có đang có nắng. Đấy, nhưng tuy nhiên trong nhà này nó đã là 36 độ 3 đến 37 độ rồi. Và nhiệt độ cửa gió bây giờ đang là xuống 18 độ 3. Đấy quá đi. Con này đó là những cái dòng full tính năng là một, thứ nhất nó là hai, thứ hai nữa là công suất lớn nhá. Vậy cho nên thì nó chạy rất khỏe hơn so với những cái dòng 12.000 hay 14.000. Đấy. Máy chạy bây giờ đang là hết maximum luôn. Đây em sẽ quay cho các bác xem này. Với nhiệt độ nắng nóng như này thì đấy, nó đang lên 11,8 à 11,20. Đấy, 11,22. Tức là nhân vi điện 220. Thì nó khoảng bây giờ là hơn 2.000 200W. Đấy các bác nhìn này, cái con này con 20.000 BTU. Đấy, khi là thời tiết nắng nóng như này thì nó sẽ tăng hết tua hết tốc độ của nó. Vậy cho nên là ở thời tiết này thì máy sẽ biết được những con nào máy nó chạy ra làm sao, độ nóng độ lạnh này. Đây là cái về bên đường hồi em sờ đã lạnh buốt rồi. Đấy, còn về áp ga đã đủ rồi các bác nhé. Em sẽ quay một lần nữa lại cho các bác. Đây là cái mặt dâng, dòng mặt dâng này. Về đời viền đen thì nó có rất nhiều đời. Nhưng tuy nhiên thì em đã nói rồi, bản thân em bán chỉ bán hàng tuyển chọn, cho nên em không có một cái quan niệm này, không quan trọng đời nào, quan trọng vẫn là phải là chất hàng các bác nhé. Đời mà cao mà máy mà xấu thì cũng chả bằng đời những cái con máy đời trung đời thấp. Bởi vì tại sao những cái con máy đời quá cao thì họ mang tính chất thương mại sẽ cao hơn, máy nhẹ hơn và cái đi tức là máy nhẹ như vậy và linh kiện nó mỏng manh hơn, cho nên là giá thành thì chất lượng sẽ kém hơn. Đấy, những cái đời trước thì nó là dễ dày dặn hơn thôi nhé. Đây là con Pana viền đen 20.000 BTU. Với con này thì các bác có thể lắp được những cái phòng mà diện tích là 35 m² gửi về, tùy theo nhé, tùy theo với cái phòng có mất nhiệt hay không. Đấy, em vẫn nhấn mạnh là cái trong tất cả clip đấy, khi chúng ta lắp máy nên lắp một con máy nên rất đơn giản, nhưng để làm sao phù hợp với cái phòng của mình đó mới là điều quan trọng nhé. Thế tại sao em nói như vậy? Bởi vì tránh tình trạng các bác lắp lên nó không đủ mát, chạy máy lúc nào hết công suất, cho nên là mức độ máy vận hành của máy nó sẽ không bền được. Đấy còn đây là cái cục nóng của nó đây. Đấy, với con này thì đã test ngon này. Để có bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em trước này nhé, để biết chi tiết cụ thể giá cũng như là còn băn khoăn về vấn đề chưa hiểu của em để tư vấn thêm. Đấy, với dòng nhiều điều hòa
Nhật nói chung và dòng điều hòa Bala về điện nói riêng thì nó có những đặc tính là đó là lạnh không khô da nhé, không giống như cái máy chúng ta mua ngoài siêu thị. Em dám nhấn mạnh vấn đề đấy. Đấy, nó chạy rất là êm luôn và độ lạnh nó sẽ không bị buốt. Với những cái máy này thì rất phù hợp với những người già nhé, hoặc nhà các bác có điều kiện thì em nói thật bác là em nhà em toàn dùng những cái dòng như này, này viền đen này, hoặc là những cái dòng trước đây em có dòng cả là Nationa đấy. Đấy, và có sự trải nghiệm rất là cụ thể luôn. Rồi, vậy bác nào quan tâm với chiếc điều hòa 20.000 BTU này thì liên hệ. Vâng, xin chào các bác.